Chiều ngày 17 tháng 11, huyện Đoàn và Hội đồng Đội huyện Vũ Quang phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn đội và phong trào thanh niên thiếu nhi trường học năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Ni Hương, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Năm học 2020-2021, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học trên địa bàn huyện Vũ Quang tiếp tục được giữ vững và có bước phát triển mới đặc biệt là cụ thể hóa các nội dung của chương trình hành động của đoàn, thực hiện tốt chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018-2022 phổ biến và triển khai thực hiện kết luận số 05 của Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 11 về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên trong cán bộ đoàn viên thanh niên trường học, đồng thời đẩy mạnh tổ chức các phong trào hành động cách mạng như phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, phong trào xung kích bảo vệ tổ quốc, chương trình đồng hành cùng thanh niên trong học tập, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Cùng với đó, công tác nhi đồng, đội viên, xây dựng liên đội, chi đội, công tác chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng, đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em được các liên đội trường học thực hiện có hiệu quả, mang lại nhiều kết quả thiết thực, động viên khích lệ các em vươn lên trong học tập, rèn luyện, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác hồ. Trong năm học qua, đã kết nạp được 307 thanh niên ưu tú vào tổ chức đoàn, giới thiệu 50 đồng chí là những đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình đảng, Sáu đồng chí được giới thiệu kết nạp đảng, hưởng ứng cuộc vận động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, ngày Chủ nhật tình nguyện đã huy động được 910 lượt đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang vận hộ, hỗ trợ xây dựng đường điện thanh niên thắp sáng đường quê. Các trường học đều tổ chức hoạt động thăm hỏi, động viên các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 20 triệu đồng, tổ chức chương trình Xuân ấm áp Tết yêu thương và trao tặng 135 xuất quà cho các gia đình học sinh nghèo, gia đình chính sách nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021 với tổng trị giá 66 triệu 010.000 đồng. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tại hội nghị Hội đồng đội huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai chương trình phối hợp công tác năm học 2021-2022 với các nội dung cụ thể như tuyên truyền phổ biến nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và các chương trình hành động của đoàn, hội, đội, của ngành giáo dục, tuyên truyền về các thông điệp phòng chống dịch COVID-19 tuyên truyền về đại hội đoàn các cấp tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống ý thức chấp hành pháp luật ý thức công dân đẩy mạnh tổ chức hoạt động hỗ trợ học tập sáng tạo nghiên cứu khoa học các hoạt động hỗ trợ phát triển kỹ năng nâng cao thể chất hoạt động bồi dưỡng đội ngũ và thực hiện kiểm tra giám sát các hoạt động phong trào Tại hội nghị được sự ủy quyền của cấp trên, đồng chí Nguyễn Ni Hương, Phó Bí thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh và đồng chí Nguyễn Đức Anh, Bí thư huyện đoàn đã trao huy hiệu tổng phụ trách đổi giỏi cấp trung ương, bằng khen của Trung ương đoàn và Hội đồng đội trung ương, bằng khen của tỉnh đoàn và giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác đoàn đội và phong trào thanh niên thiếu nhi trường học năm học 2020-2021.